Cảnh báo, tuổi Kỷ Dậu 1969 hưởng lộc trời ban, phú quý phát tài trong 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch. Chào mừng quý cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 đến với video hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và đôi khi chúng ta gặp phải những thách thức và khó khăn. Đặc biệt là trong thời gian qua, nhiều con giáp đã phải đối mặt với không ít thử thách và trở ngại. Tuy nhiên, ngày hôm nay các bậc thầy tử vi sẽ hé lộ bí mật động trời, Kỷ Dậu 1969 đúng 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch, hưởng lộc trời, tiền về ngập két. Trong những ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này, một nguồn tài lộc vô cùng lớn sẽ gõ cửa, mang lại những điều kỳ diệu mà bạn không thể tưởng tượng nổi. Vậy điều gì đang chờ đợi cô bác trong những ngày sắp tới? Có những bí mật phong thủy nào đang ẩn chứa để giúp cô bác khai thác tối đa vận may? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay sau đây để không bỏ lỡ cơ hội vàng này nhé! Trước khi luận giải chi tiết 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch, mời quý cô bác lắng nghe, tổng quan các phương diện trong cuộc sống ở giai đoạn cuối tháng 8 âm. Sức khỏe. Sức khỏe là một yếu tố quan trọng ở độ tuổi 56 và trong giai đoạn cuối tháng 8 âm lịch. Cô bác tuổi Kỷ Dậu cần chú trọng hơn đến việc chăm sóc sức khỏe. Bạn có thể sẽ cảm thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu cải thiện nếu bạn duy trì lối sống lành mạnh. Đừng quên điều chỉnh chế độ ăn uống, tăng cường hoạt động thể chất nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga và đảm bảo ngủ đủ giấc. Đây cũng là thời điểm tốt để kiểm tra sức khỏe định kỳ và làm các xét nghiệm cần thiết. Bằng cách chăm sóc bản thân đúng cách, bạn sẽ có sức khỏe tốt hơn để tận hưởng những cơ hội tài lộc và sự nghiệp trong giai đoạn này. Gia đạo gia đình. Cuối tháng 8 âm lịch sẽ là khoảng thời gian hòa hợp và bình yên trong gia đình của cô bác tuổi Kỷ Dậu. Ở độ tuổi này, nhiều cô bác có thể đã có con cái trưởng thành và đang tập trung vào việc giữ gìn sự hòa thuận trong gia đình. Đây là lúc bạn nên tận dụng để tổ chức những buổi gặp mặt gia đình, gắn kết tình cảm và chia sẻ những khoảnh khắc quý giá. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên gắn bó và ấm áp hơn, giúp bạn cảm thấy được yêu thương và hỗ trợ. Đây cũng là thời điểm tốt để giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nếu có, đảm bảo rằng mọi thứ trong gia đình đều thuận lợi và vui vẻ. Tài lộc tiền bạc. Về mặt tài chính, giai đoạn cuối tháng 8 âm lịch mang đến nhiều cơ hội tốt đẹp cho cô bác tuổi Kỷ Dậu. Bạn có thể nhận được những khoản thu nhập bất ngờ từ các khoản đầu tư lâu dài hoặc từ những nguồn tài chính đã được lên kế hoạch từ trước. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để bạn xem xét lại kế hoạch tài chính của mình, đảm bảo rằng mọi thứ đang đi đúng hướng. Hãy cân nhắc việc đầu tư vào những dự án dài hạn hoặc các kế hoạch tài chính có thể mang lại lợi ích lâu dài. Đừng quên kiểm tra và cập nhật các khoản tiết kiệm và đầu tư để bảo đảm tài chính vững chắc cho những năm sau. Sự nghiệp. Vào cuối tháng 8 âm lịch năm 2024, cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 sẽ thấy sự nghiệp của mình có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Ở độ tuổi này, nhiều cô bác có thể đang ở giai đoạn ổn định trong sự nghiệp hoặc chuẩn bị cho những bước chuyển mình lớn hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định lại vai trò của mình trong công việc. Những nỗ lực và kinh nghiệm của bạn sẽ được công nhận, có thể là qua việc được giao thêm trách nhiệm quan trọng hoặc thậm chí là những cơ hội thăng tiến mà bạn không ngờ tới. Hãy sẵn sàng đón nhận những thay đổi tích cực và tiếp tục phát huy khả năng lãnh đạo của mình. Tiếp theo chương trình, ta sẽ cùng đi tìm hiểu rõ hơn về may rủi 3 ngày cuối tháng 8 âm lịch, để có thể lên rõ các kế hoạch quan trọng tránh xa những ngày dính phải vận xấu. Đầu tiên là ngày 28 tháng 8 âm lịch. Về sức khỏe, ngày 28 tháng 8 âm lịch là thời điểm thuận lợi để cô bác tuổi Kỷ Dậu chú trọng đến việc duy trì thể trạng tốt. Bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống, và điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hoạt động thể chất hoặc thể thao. Hãy tận dụng thời gian này để tham gia vào các hoạt động ngoài trời, tập luyện thể dục, hoặc thực hiện các phương pháp thư giãn như yoga hoặc thiền để giữ cho cơ thể và tinh thần luôn được cân bằng. Đồng thời, hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và đủ chất dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Gia đạo gia đình, năm sao. Trong lĩnh vực gia đạo, ngày hôm nay mang lại nhiều niềm vui và sự hòa hợp trong gia đình. Cô bác tuổi Kỷ Dậu sẽ cảm thấy gắn bó và yêu thương hơn với các thành viên trong gia đình.
Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động gia đình, từ những bữa cơm quây quần đến các chuyến đi nhỏ để tăng cường tình cảm và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Hãy dành thời gian để lắng nghe và chia sẻ với người thân, đồng thời giải quyết các vấn đề trong gia đình bằng sự kiên nhẫn và đồng cảm. Những nỗ lực này sẽ giúp củng cố mối quan hệ gia đình và mang lại sự bình yên và hạnh phúc. Tài lộc tiền bạc 4 sao. Ngày hôm nay, tài chính của cô bác tuổi Kỷ Dậu tiếp tục có dấu hiệu tích cực. Có khả năng bạn sẽ nhận được một khoản tiền hoặc lợi ích bất ngờ, có thể là từ một nguồn đầu tư, khoản thưởng hoặc sự hỗ trợ tài chính từ gia đình hoặc bạn bè. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để xem xét các kế hoạch tài chính dài hạn hoặc tái cấu trúc các khoản đầu tư hiện tại để tối ưu hóa lợi nhuận. Đối với những người đã nghỉ hưu, việc quản lý chi tiêu và đầu tư cẩn thận sẽ giúp duy trì và gia tăng tài sản của bạn. Hãy tiếp tục theo dõi tình hình tài chính của mình và điều chỉnh các kế hoạch nếu cần thiết để đảm bảo sự ổn định và phát triển lâu dài. Sự nghiệp 4 sao. Ngày 28 tháng 8 âm lịch mang đến cho cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969 một ngày tương đối thuận lợi trong công việc. Nếu bạn vẫn còn đang công tác, những nỗ lực và cố gắng của bạn bắt đầu được đền đáp. Có thể bạn sẽ nhận được sự công nhận từ cấp trên hoặc đạt được những thành quả nhỏ. Nhưng ý nghĩa, hãy tiếp tục duy trì sự chăm chỉ và tập trung, vì công việc của bạn đang dần được cải thiện và có khả năng mang lại cơ hội thăng tiến trong thời gian tới. Đối với những người đã nghỉ hưu, đây là thời điểm tốt để xem xét các hoạt động hoặc dự án cá nhân. Bạn có thể cảm thấy hứng thú và sáng tạo hơn trong việc thực hiện những sở thích hoặc dự định từ lâu. Tiếp theo là ngày 29 tháng 8 âm lịch. Sức khỏe 4 sao. Về mặt sức khỏe, ngày 29 tháng 8 âm lịch là thời điểm thuận lợi để cô bác tuổi Kỷ Dậu chú ý đến việc duy trì và cải thiện sức khỏe. Bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện các hoạt động thể chất hoặc thể thao. Đây là một ngày lý tưởng để tham gia vào các hoạt động ngoài trời, tập luyện thể dục hoặc thực hiện các phương pháp thư giãn như yoga hoặc thiền. Gia đạo gia đình 5 sao. Trong lĩnh vực gia đạo, ngày hôm nay mang lại sự hòa hợp và vui vẻ cho cô bác tuổi Kỷ Dậu. Bạn sẽ cảm thấy gắn bó và yêu thương hơn với các thành viên trong gia đình. Đây là một ngày lý tưởng để tổ chức các hoạt động gia đình, như các bữa ăn chung hoặc các chuyến đi nhỏ, để gắn kết các thành viên và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Sự đồng cảm và tình yêu thương trong gia đình sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng hơn và tạo ra một môi trường sống hòa thuận và ấm cúng. Hãy tận dụng cơ hội này để chia sẻ cảm xúc của bạn và lắng nghe những người thân yêu. Sự quan tâm và chia sẻ sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ gia đình và tạo ra một không khí tích cực trong tổ ấm của bạn. Tài lộc tiền bạc 4 sao. Về mặt tài chính, ngày 29 tháng 8 âm lịch hứa hẹn mang lại một số cơ hội tốt cho cô bác tuổi Kỷ Dậu. Có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ từ một nguồn không ngờ tới hoặc lợi nhuận từ một khoản đầu tư mà bạn đã thực hiện từ trước. Đây là thời điểm tốt để kiểm tra và đánh giá các kế hoạch tài chính của bạn, cũng như để xem xét lại các khoản đầu tư hiện tại. Đối với những người đã nghỉ hưu, việc lên kế hoạch và quản lý tài chính cẩn thận sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và đảm bảo một nguồn thu nhập bền vững trong thời gian dài. Hãy chú ý đến việc quản lý chi tiêu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ quyết định tài chính lớn nào. Sự cẩn thận và kế hoạch tốt sẽ giúp bạn bảo vệ và gia tăng tài sản của mình trong tương lai. Sự nghiệp 4 sao. Ngày 29 tháng 8 âm lịch mang đến một ngày khá tích cực cho sự nghiệp của cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969. Đối với những người vẫn còn đang công tác, đây là thời điểm tốt để hoàn thành các dự án quan trọng hoặc hoàn tất những công việc còn dang dở. Sự nỗ lực và sự chăm chỉ của bạn trong thời gian qua bắt đầu nhận được sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Có thể bạn sẽ được giao thêm trách nhiệm hoặc nhận được lời khen ngợi vì những đóng góp của mình. Đây cũng là ngày tốt để bạn tham gia vào các cuộc họp hoặc đàm phán, vì bạn sẽ có khả năng thể hiện tốt và thuyết phục đối tác một cách hiệu quả. Đối với những người đã nghỉ hưu, ngày hôm nay là thời điểm thuận lợi để xem xét các hoạt động hoặc dự án cá nhân mà bạn đã ấp ủ từ lâu.
bạn có thể cảm thấy hứng thú với việc thực hiện những kế hoạch này và đạt được kết quả đáng khích lệ. Hãy tận dụng thời gian để lên kế hoạch cho các dự án cá nhân hoặc các hoạt động giải trí mà bạn yêu thích. Cuối cùng là ngày 30 tháng 8 âm lịch. Sức khỏe, 4 sao. Về mặt sức khỏe, ngày 30 tháng 8 âm lịch là thời điểm thuận lợi để cô bác tuổi Kỷ Dậu chú trọng đến việc duy trì và cải thiện sức khỏe. Bạn có thể cảm thấy tràn đầy năng lượng và sức sống. Điều này giúp bạn dễ dàng thực hiện các hoạt động thể chất hoặc thể thao. Đây cũng là ngày lý tưởng để tham gia vào các hoạt động ngoài trời, tập luyện thể dục, hoặc thực hiện các phương pháp thư giãn như yoga hoặc thiền. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng để hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, chú ý đến việc nghỉ ngơi và tránh căng thẳng không cần thiết để giữ cho cơ thể và tinh thần luôn được cân bằng. Việc chăm sóc sức khỏe đúng cách sẽ giúp bạn có một ngày đầy năng lượng và tinh thần sảng khoái. Gia đạo gia đình, 5 sao. Ngày hôm nay mang đến một bầu không khí hòa hợp và ấm cúng trong gia đình. Các mối quan hệ trong gia đình sẽ trở nên gắn bó và yêu thương hơn. Đây là thời điểm lý tưởng để tổ chức các hoạt động gia đình, như các bữa ăn chung hoặc các chuyến đi nhỏ, để gắn kết các thành viên và tạo thêm những kỷ niệm đáng nhớ. Nếu có bất kỳ vấn đề nào trong gia đình, bạn sẽ dễ dàng giải quyết chúng một cách hòa bình và hiệu quả. Sự đồng cảm và tình yêu thương trong gia đình sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách và tạo ra một môi trường sống tích cực. Hãy tận dụng cơ hội này để chia sẻ cảm xúc và lắng nghe những người thân yêu, giúp duy trì sự hòa thuận và ấm cúng trong tổ ấm của bạn. Tài lộc tiền bạc, 4 sao. Về tài chính, ngày 30 tháng 8 âm lịch tiếp tục mang đến nhiều cơ hội tốt cho cô bác tuổi Kỷ Dậu. Có khả năng bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng, lợi nhuận từ các khoản đầu tư hoặc thu nhập bất ngờ từ một nguồn không lường trước. Đây là thời điểm thuận lợi để bạn xem xét các kế hoạch tài chính hiện tại và điều chỉnh nếu cần thiết. Đối với những người đã nghỉ hưu, việc quản lý tài chính cẩn thận và kiểm tra lại các nguồn thu nhập sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định và an toàn tài chính. Hãy chú ý đến việc lập kế hoạch cho các chi tiêu lớn và tránh những quyết định tài chính mạo hiểm. Sự cẩn trọng trong quản lý tài chính sẽ giúp bạn bảo vệ và gia tăng tài sản của mình một cách bền vững. Sự nghiệp, 4 sao. Ngày 30 tháng 8 âm lịch sẽ mang đến một ngày tương đối thuận lợi cho sự nghiệp của cô bác tuổi Kỷ Dậu 1969. Đối với những người đang còn làm việc, đây là thời điểm tốt để kết thúc các nhiệm vụ quan trọng và hoàn thiện các dự án còn dang dở. Bạn có thể sẽ gặp được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, giúp bạn giải quyết công việc một cách suôn sẻ. Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý đến việc giao tiếp rõ ràng và quản lý thời gian hiệu quả để tránh những sự cố không mong muốn. Đối với những người đã nghỉ hưu, ngày hôm nay là cơ hội để bạn xem xét lại các kế hoạch và mục tiêu cá nhân. Bạn có thể cảm thấy hứng thú với việc thực hiện các dự án mới hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội. Đây cũng là ngày tốt để bạn chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình với những người khác, có thể thông qua các buổi hội thảo hoặc các hoạt động cộng đồng. Sự chủ động và sáng tạo của bạn có thể mang lại những kết quả tích cực và sự hài lòng cá nhân. Cuối chương trình, mời quý cô bác lắng nghe nội dung lời Phật dạy, thường tạo nghiệp lành để sống an vui, xa lìa mọi tai ương hoạn nạn. Trong giáo lý Phật giáo, nghiệp là yếu tố quyết định số phận của mỗi con người và nó không chỉ ảnh hưởng trong một đời mà kéo dài qua nhiều kiếp sống. Nghiệp có hai loại, nghiệp lành và nghiệp ác. Trong đó, nghiệp lành là những hành động thiện, mang lại lợi ích cho bản thân và người khác, giúp tâm hồn thanh tịnh, an vui. Phật dạy rằng, chỉ có thường xuyên tạo nghiệp lành, tu tập theo con đường đạo đức, từ bi mới giúp chúng ta sống một cuộc sống an vui, tránh xa mọi tai ương, hoạn nạn trong cuộc đời. 1. Nghiệp là gì? Trong giáo lý nhà Phật, nghiệp là kết quả của mọi hành động, lời nói và ý nghĩ của con người. Mỗi hành động, dù là thiện hay ác, đều tạo ra một nghiệp và sẽ dẫn đến những hậu quả tương ứng trong tương lai. Nghiệp lành, thiện nghiệp là những hành động, lời nói và suy nghĩ mang tính chất tốt lành, mang lại lợi ích cho mình và cho người. Nghiệp ác, ác nghiệp là những hành động,
lời nói và suy nghĩ mang tính chất xấu, gây đau khổ cho bản thân và những người xung quanh. Phật dạy rằng, tất cả những gì chúng ta trải qua trong cuộc đời hiện tại là kết quả của những nghiệp mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Nếu chúng ta sống an vui, may mắn là do ta đã tạo nhiều nghiệp lành. Ngược lại, nếu chúng ta gặp khó khăn, hoạn nạn, đó là do ta đã gây ra nghiệp ác từ trước. 2. Nghiệp lành là con đường đưa đến an vui. Để sống một cuộc đời an vui, hạnh phúc và xa lìa mọi tai ương, con người cần thường xuyên tạo nghiệp lành. Nghiệp lành không chỉ mang lại niềm vui và an lạc cho bản thân, mà còn giúp chúng ta hóa giải những nghiệp ác đã gây ra trong quá khứ. Phật dạy rằng, nếu con người biết hành thiện, tạo nghiệp lành mỗi ngày, thì dù đã tạo ra những nghiệp xấu trong quá khứ, họ vẫn có thể vượt qua những khó khăn nhờ vào sức mạnh của nghiệp lành. Khi tích tụ đủ nghiệp lành, phước báu sẽ đến và giúp chúng ta tránh được những tai họa, hoạn nạn trong cuộc sống. 3. Cách tạo nghiệp lành. Tạo nghiệp lành là quá trình liên tục và không ngừng. Dưới đây là những cách mà Phật dạy chúng ta để tạo nghiệp lành. Làm việc thiện. Hành động thiện lành luôn là nền tảng của nghiệp lành. Đó có thể là những hành động nhỏ nhặt như giúp đỡ người nghèo, chăm sóc người bệnh, hay đơn giản chỉ là một nụ cười, một lời khuyên tốt đẹp. Mỗi việc thiện ta làm đều tạo ra một nghiệp lành, và nghiệp này sẽ tích tụ dần để mang lại phước báu. Khi ta giúp đỡ người khác, ta không chỉ mang lại niềm vui cho họ mà còn gieo trồng hạt giống thiện trong chính mình. Sống đạo đức. Sống đạo đức là tuân thủ những nguyên tắc đạo đức cơ bản như không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không tà dâm và không dùng các chất kích thích. Phật dạy rằng, sống đạo đức không chỉ giúp chúng ta giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của mình mà còn tạo ra những nghiệp lành mang lại sự bình an trong tâm hồn. Những hành động không đúng đắn, thiếu đạo đức sẽ dẫn đến nghiệp xấu và những hậu quả xấu trong tương lai. Vì vậy, sống đúng đắn là cách để bảo vệ chính mình khỏi những nghiệp ác và hoạn nạn. Từ bi và tha thứ. Phật dạy rằng lòng từ bi và sự tha thứ là những yếu tố quan trọng để tạo ra nghiệp lành. Khi chúng ta biết cảm thông và yêu thương người khác, chúng ta đang gieo trồng những hạt giống thiện lành trong tâm hồn mình. Tha thứ không chỉ giúp chúng ta giải thoát khỏi những gánh nặng tâm lý, mà còn giúp hóa giải những oan trái, oán thù trong quá khứ. Nhờ vậy, chúng ta có thể sống an lành, không bị ràng buộc bởi những nghiệp chướng từ những hận thù đã qua. Giữ tâm thanh tịnh. Giữ tâm thanh tịnh là không để cho những cảm xúc tiêu cực như tham, sân, si lấn át tâm hồn. Khi tâm thanh tịnh, chúng ta không dễ dàng bị dao động bởi những cám dỗ, sân hận hay sự ganh ghét. Điều này giúp chúng ta sống một cuộc sống an vui, tránh xa những điều xấu xa có thể dẫn đến nghiệp ác. Tâm thanh tịnh cũng giúp chúng ta tỉnh táo, nhìn nhận mọi việc một cách sáng suốt và không tạo ra những nghiệp xấu từ những cảm xúc tiêu cực. 4. Nghiệp lành giúp hóa giải nghiệp ác. Phật dạy rằng, nếu ta đã gây ra những nghiệp ác trong quá khứ, điều đó không có nghĩa là ta không thể thay đổi số phận của mình. Nghiệp ác có thể được hóa giải bằng cách tích lũy nghiệp lành. Càng nhiều nghiệp lành, phước báu càng lớn và nghiệp ác sẽ dần bị tiêu trừ. Điều này giống như khi ta đổ nước sạch vào một cái cốc bẩn. Nếu đổ đủ nước sạch, cái cốc sẽ dần trở nên trong sạch hơn. Tương tự, nếu ta tạo đủ nghiệp lành, nghiệp ác sẽ dần bị hóa giải và ta sẽ được sống một cuộc sống an vui, hạnh phúc. 5. Hậu quả của việc không tạo nghiệp lành. Ngược lại, nếu con người không biết tạo nghiệp lành mà chỉ mãi mê sống trong tham lam, sân hận và vô minh, họ sẽ tích tụ thêm nghiệp ác và phải chịu đựng những hậu quả đau khổ trong tương lai. Nghiệp ác sẽ mang lại những tai ương, hoạn nạn và không ai có thể tránh khỏi luật nhân quả. Những người không biết tạo nghiệp lành sẽ sống trong đau khổ, lo lắng và không thể tìm thấy niềm vui, an lạc trong cuộc sống. Họ sẽ dễ dàng rơi vào những cám dỗ, tội lỗi và dần dần đánh mất chính mình. Thường tạo nghiệp lành để sống an vui, xa lìa tai ương hoạn nạn. Phật dạy rằng,
nghiệp lành là con đường duy nhất giúp con người thoát khỏi khổ đau và đạt được hạnh phúc bền vững. Nếu ta biết hành thiện, sống đạo đức, từ bi và giữ tâm thanh tịnh, ta sẽ tích lũy được phước báu và tránh xa được mọi tai ương, hoạn nạn trong cuộc đời. Tạo nghiệp lành không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân mà còn góp phần làm cho thế giới xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là cách để chúng ta sống an vui, hạnh phúc và đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Trong hành trình cuộc đời, chúng ta không thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách, nhưng nhờ vào nghiệp lành, ta có thể đối mặt với chúng một cách nhẹ nhàng và không lo lắng. Hãy luôn nhớ rằng, nghiệp lành là chìa khóa của sự an lạc và hạnh phúc, và chỉ có nghiệp lành mới giúp ta sống một cuộc đời thanh thản, không bị ràng buộc bởi những khổ đau và tai ương.